Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một dòng xe touring đường phố đến từ thương hiệu của Mỹ, Trek FX 7.1. Vâng, đây là một mẫu xe đầu tiên về tại Quảng Nam. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, các bác có thể lên Google tìm Trek FX 7.1. Em đã tìm đây. Thì em thấy rất nhiều trong web nói về chiếc xe FX 7.1 này. Đây là một dòng touring đường phố chuyên đi phượt các bác nhé. Đây em cũng ấn vào một trang web. Đây là hàng chính hãng của trang web chính hãng của checkbuy.com đây. Cũng có chiếc xe này. Đấy, có rất nhiều chiếc xe thương hiệu Check ở trang web này. Đó là chính hãng của Mỹ. Vâng, và chiếc xe Check 7.1 Epic Series này, qua màu xám ghi các bác nhé. Trên khung xe có những vết xước như này nhưng không đáng kể các bạn, không đáng kể. Biểu tượng của hãng Check là chiếc khiên các bác nhé. Cọc yên nguyên zin của Bonchanger. Như các bác biết thì Bonchanger là một hãng chuyên làm đồ phụ tùng để phục vụ riêng của Check rồi. Của hãng thương hiệu Check. Khung nhôm Alpha Silver. Chiếc xe vẫn giữ được cái lốp nguyên zin của xe, lốp Bonchanger các bác nhé, 700 x 35 c, thông số lốp và vành là 700 x 35 c, vành thì vẫn giữ nguyên Bonchanger như các bác thấy, cả đồ đều phụ tùng nguyên zin. Phía bên trên đây Ford cũng có logo của Bonchanger. Phía đầu xe có chiếc khiên được biểu tượng của Check. Khung nhôm càng nhôm. Đánh giá chiếc xe cũng khá là nhẹ. Và kim nhôm của Check thì cũng rất là tốt các bạn. Phanh V của Techo rất dễ dàng sử dụng và an toàn. Phanh V này vành trước cũng của Bonchanger các bác nhé, lốp Bonchanger nguyên cặp nguyên zin cho xe 700 x 35 c. Càng nhôm của FX Check luôn. Chiếc xe có giá cực tốt các bác nhé. Chỉ tầm trên 6 triệu có thể sở hữu một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ Check rồi. Phía bên trên đây thì xe được trang bị bộ tay bấm xả cao cấp của Siro 7 tốc độ. Bên này 3 tốc độ là 21 tốc độ các bác thay đổi nhé. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao không đứng của xe. Bộ đùi đĩa 3 tầng. Gạt đĩa của Shimano Toley. Vâng, xe có chiều cao không đứng là 46 các bác nhé. Ngang là 52. Của các bác từ 1m6, 1m7 đi với chiếc xe này. 7 tầng lip. Củ đèo Shimano Acera lên lip xuống lip
Vâng, chuyển động lít rất tốt. Tiến tay phải bộ đùi đĩa 3 tầng và đĩa của tôi lây lên đĩa. Thành dây. Cầm inox chống dỉ xét thôi nhé. Chống dỉ xét. Vâng, và em vừa đánh giá xong chiếc xe Check FX 7.1 dòng xe touring đường phố. Chiếc xe có giá cực tốt tại cửa hàng em và mức giá là 6,5 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm với nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Kia Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.